Với người Hy Lạp cổ đại, xenia là một khái niệm về lòng hiếu khách. Đây là một mối quan hệ được thể chế hóa bắt nguồn từ sự hào phóng, trao đổi quà tặng, có đi có lại. Nhưng Escion, vua của người Lapi, một bộ tộc cổ xưa từ Thessaly ở miền Bắc Hy Lạp, đã phạm tội này không chỉ một mà là hai lần, dẫn đến kết cục bi thảm của ông ta. Khi còn là một vị vua trẻ, Escion đã kết hôn với Dia, con gái của vua Dionysus, xứ Phocis. Theo truyền thống Hy Lạp, chú rể phải trả cho gia đình cô dâu một khoản hồi môn. Tuy nhiên, Escion đã từ chối trả số tiền đã thỏa thuận sau lễ cưới. Để trả thù, Dionysus đã cử một nhóm đột kích đi đánh cắp một đoàn ngựa quý của Escion. Escion giả vờ xin lỗi và mời cha vợ đến dự tiệc, nhưng ông đã đẩy cha vợ xuống hố lửa và giết chết ông. Hành động này được coi là sự phản bội luật lệ Xenia, cũng như tội ác mà Escion gây ra khiến ông trở thành một trong những người đầu tiên giết người đẫm máu trong thần thoại Hy Lạp. Vì lẽ đó mà Furies, những nữ thần đại diện cho sự báo thù, đã nguyền rủa Escion và ông sẽ phát điên trừ khi có một vị vua khác sức dầu thanh tẩy cho ông. Không có gì ngạc nhiên khi không có một vị vua nào trong số các vương quốc lân cận chịu thanh tẩy cho Escion vì những tội ác mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, không ai ngờ tới, Zeus lại là người thanh tẩy cho Escion, mặc kệ tội ác kinh tởm mà tên vua này mắc phải. Zeus thậm chí còn mời Escion đến dự tiệc với các vị thần trên đỉnh Olympus. Thật là một vinh dự hiếm có cho một người phàm. Khi được mời đến dự tiệc tại Olympus, Escion có lẽ đã kinh ngạc trước sự lộng lẫy và hùng vĩ của thần thánh đã được chuẩn bị cho hắn ta và các vị thần. Tuy nhiên, đối với Escion, không có lễ vật nào trong bữa tiệc có thể so sánh với vẻ đẹp thiên đường của Hera, nữ hoàng đỉnh Olympus. Khi lễ hội tiếp tục và Escion uống ngày càng nhiều rượu, ông ta bắt đầu tiến về phía Hera. Trong tình trạng say xỉn, hắn ta thậm chí còn cố gắng cưỡng hiếp Hera. Khi bữa tiệc kết thúc, hắn loạn choạng đi xuống từ Olympus trở về nhà và Hera kể cho Zeus mọi chuyện đã xảy ra. Điều này khiến Zeus bị sốc, người không thể hiểu được sự vi phạm trắng trợn luật lệ Xenia, đặc biệt là trong nhà của chính ông, nên Zeus đã nghĩ ra một bài kiểm tra cho Escion để xác nhận những lời cáo buộc của Hera. Zeus đã dùng mây để tạo ra một bản sao của Hera và đặt tên là Nephele, sau đó để bản sao này xuống trần gặp Escion, và trong lúc này hắn vẫn đang say xỉn. Nhìn thấy Hera, thú tính của hắn liền trỗi dậy. Escion đã mây mưa với bản sao đó và hên hoang rằng mình đã ngủ với nữ hoàng của đỉnh Olympus. Hành động bán bổ này khiến Zeus tức giận, người coi điều đó còn tệ hơn cả giết người đẫm máu, nên ông đã quyết định dành cho hắn một hình phạt thích đáng. Zeus ra lệnh cho Hermes ghim Escion vào một bánh xe kim loại rực lửa sẽ quay trên bầu trời mãi mãi. Theo thời gian, cơn giận dữ của Zeus ngày càng lớn và ông ném Escion vẫn đang quay trên bánh xe của mình vào hố Tartarus, nơi ông vẫn bị thiêu trong ngọn lửa. Còn Nephele, người mây, giống hệt Hera, có một người con trai tên là Centaurus với Escion. Centaurus bị ruồng bỏ và tìm nơi ẩn náu với những con ngựa hoang trên đỉnh núi Pelion. Anh chàng này giao phối với chúng, sinh ra những nhân mã hoang dã trong thần thoại Hy Lạp.